Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Cung To. Ở trên tay của Nguyễn Cung đây đang là một con Huawei i9 2019 nè mọi người. i9 2019 nha, đã bị bể màn hình. Và bể khúc trên và sọc rồi nha mọi người. Còn mớn thì bấm loa lên rồi. Đó, thì cái video hôm nay Nguyễn Cung sẽ hướng dẫn cho các bạn thay màn hình của i9 2019 nha. Màn hình zin. Đây, chính là cái màn hình zin mọi người. Màn hình zin các bạn có thể kiếm ở trên Google, các bạn mua chỗ nào uy tín thì các bạn mua nha. Còn nếu mà không biết cách mua thì cứ nhắn tin Nguyễn Cung sẽ mua dùm và ship dùm cho nha. Đó là ra màn hình này là màn hình zin đẹp cực kỳ luôn nha mọi người, y như zin hãng rồi đấy. Cái này là zin linh kiện chứ không phải là zin hãng nha mọi người. Ở ngoài thì không có bán hàng màn hình zin hãng đâu, nhưng mà nó đẹp giống như zin hãng luôn. Giá của nó là 450.000 nha mọi người. Đây. Ok, bây giờ Nguyễn Cung sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thay màn hình Huawei i9 2019 nha. Rồi, cái bước đầu tiên là mình sẽ tiến hành là lật cái nắp lưng của nó ra nha mọi người. Nắp lưng này như nó đã bung ra rồi này. Nắp này nắp zin luôn mọi người. Đó, nó đã được bung ra rồi này. Keo này keo zin nha. Rồi, sau khi lập được nắp lưng ra thì nó sẽ dính một cái dây vân tay như thế này. Các bạn để sang, các bạn vặn hai nắp ở cái chỗ cái nẹp này ra. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là vặn hai con ốc ra nha. Đâu rồi, tôi vít đâu rồi, đây. Vặn hai ốc nẹp này ra mọi người. Đây nhá, vặn con ốc nẹp này này. Đây, các bạn vặn ra để mình lấy cái socket vân tay với lại socket pin ra trước nha. Đó, trên cái con tem này nó có một con ốc nữa này. Đây. Rồi sau khi đã vặn được hai con ốc ra rồi, mình lấy cái nẹp này ra nha. Đó, mình lấy cái nẹp của nó ra này. Đó, để nó sang một bên rồi mình lấy cái socket vân tay ra. Rồi, ok. Vậy là mình đã lấy được cái nắp lưng ra rồi nha. Mình để nó sang một bên này. Tiếp theo nữa là mình sẽ lấy cái socket pin ra nha mọi người. Dở socket pin ra. Đó, ok. Rồi, sau khi đã gỡ được socket pin rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cục pin ra nha. Đó, lấy cục pin ra thì mới thay được màn hình. Đây, mình sẽ dùng một cái đồ mỏng mỏng như này, mình nạy nó lên cho mọi người. Này, cục pin này đây, nó có một bên đến này này. Đó, các bạn nạy nha, nạy nhẹ thôi. Nạy chút xíu rồi, mình cho một chút xíu nước R530 vào để nó tẩy keo phía bên dưới cái cục pin nha. Màn này hư rồi thì các bạn cứ xịt R530 thoải mái thôi. Trừ khi là ép kính thì các bạn không được xịt nước R530 để nó chảy vào màn hình, hư màn hình nha. Còn màn hình hư rồi thì các bạn cứ xịt thoải mái. Pin này nó rất là mềm nha mọi người. Các bạn tải lên chắc chắn nó sẽ bị cong. Cong thì không có sao hết. Nhưng mà đến lúc các bạn mà để xuống dưới đất, mình đập cái là nó lại thẳng lại thôi, không có sao cả nha. Đó. Còn ai mà cứ bảo là lấy cái đồ này đùn xuống dưới đây này cho nó đỡ cong cục pin ấy, thì các bạn phải nghĩ trước là ở phía dưới đây nó có một cái dây nối sạc từ sạc lên lên trên men. Nếu mà này cái này ấy, đi đến đây nó sẽ đứt cái dây nha mọi người, cho nên là tốt nhất là không nên này. Các bạn có thể căn được thì cũng có thể bỏ vào này cũng được nha, để nó đỡ bị cục cong cục pin này. Đó, thấy không, mình đùn xuống đây nó rất là dễ ra, nhưng mà căn đừng có cho nó tới cái dây là được, đừng có tại vì cái dây nó nằm ở phía bên đây thì các bạn đùn tới gần đây thôi, mình cảm giác mình đùn thôi nha mọi người. Cục pin này rất là khó lấy ra, nó không giống của pin Oppo mà nó có đồ giật lên. Pin của Huawei này nó không có đồ gì để giật lên cả nha mọi người. Đó. Rồi, để mình đo coi nó tới đâu nào. Úi rồi, tới nơi luôn rồi nha. Rồi, tiếp tục quay sang bên đây. Quay sang bên đây, mình lại bên đây để mình lấy cái lớp keo bên đây lên nữa nha. Ở phía bên dưới của cái dây này này là nó sẽ không có keo. Nó chỉ dán ở hai bên thôi nha mọi người. Đó. Lấy cẩn thận chút xíu thì cái cục pin nó sẽ được thẳng. Cho dù các bạn có lấy nó cong lên cũng không sao, các bạn bỏ xuống đất các bạn đập cái nó cũng thẳng là không có vấn đề gì ảnh hưởng tới cục pin cả nha. Đừng có để nó cong quá là được, cong quá nó sẽ bị xù, nó rách cục pin ra, đừng để rách cục pin nha mọi người. Đó, thì cái này từ từ là nó sẽ lên thôi, không có gì khó khăn cả. Thay cái màn hình này quá trình chỉ lấy cục pin là nó khó khăn nhất thôi mọi người. Còn những cái khác thì không có gì là đơn giản lắm.
bên của Oppo thì nó có cái đồ để mình giật lên, còn pin Huawei này không có gì hết đấy, nó y chang pin Samsung vậy đấy. Đó. Rồi ok. Đấy. Thế là ra thôi mấy. Đấy thôi. Cụ pin này. À. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ xuống đất, mình đập một cái thẳng lại nha mọi người. Đó, cụ pin nó lại thẳng lại như cũ rồi nhá. Ok. Sau khi đã lấy ra được rồi, đặt cụ pin thẳng rồi thì các bạn để nó sang một bên này. Bây giờ nó sẽ loại dây socket màn hình ra này. Socket bên này là socket sạc. Đó, như lúc nãy Nguyễn Cung có nói, nếu mà các bạn đùn cái này mà xuống để cạy ấy, một là màn hình nó sẽ đứt dây cáp, nếu mà ép kính là mình lấy ra nó sẽ đứt cáp màn hình. Hai nữa là tới đây nó xúc xuống dưới dây này này là nó sẽ bị đứt cái dây nối sạc. Cho nên là tuyệt đối là không căn được thì đừng có đùn cái này đồ mỏng mỏng xuống để mình lại nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo cái nẹp trên để mình lấy socket màn hình ra mọi người. Bạn nhớ đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Nguyễn Cung để có được giá như giống như trên video nha. Còn những bạn nào mà suy nghĩ bảo là coi cái giá ở trên video, Nguyễn Cung để cái vô Zalo nhắn là không có giá đó đâu nha. Giá Nguyễn Cung báo là ở trên video á là có cả công thay luôn rồi, cho nên là các bạn cứ nhìn thấy giá như thế nào thì các bạn cứ nếu mà cảm thấy hay được thì cứ alo Nguyễn Cung thay thôi. Gần thì đem qua, còn xa thì ship bưu điện nha. Rồi sau khi đã tháo hết ốc và lấy được cái nẹp này ra rồi thì các bạn để ý nha. Ở cái nẹp này nó có luôn cả cái nẹp chặn của thằng nốt volume này. Và nốt nguồn nếu mà các bạn mà lấy ra như này rồi, cái nốt nguồn mình chỉ cần nghiêng sang một bên là nó sẽ xúc cái nốt nguồn và nốt volume ra thôi. Cho nên là các bạn để ý nha, không có là nó xúc ra cái là các bạn làm rớt xuống đất cái là mất luôn đấy nha. Tìm không thấy là coi như mất đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái socket màn hình lên này. Đó. Ok chưa? Quay sang bên đây. Mình lấy màn hình ra nha. Màn hình thì các bạn cũng cứ lấy một cái đồ mỏng, bất kỳ một cái màn hình nào cũng vậy, Nguyễn Cục đều nói là cạy ngay góc đây này nha mọi người. Cài một góc đây cho nó nhộng nhộng lên rồi các bạn dùng móng tay các bạn xé nó lên thôi. Đây. Ở đây. Nhét được móng tay vào rồi thì các bạn nhấc nó lên. Đó thấy không? Nhấc nó lên là lên thôi nha. Chứ không có gì cả. Rồi nếu mà bạn nào mà muốn không bị nát màn hình ấy, thì các bạn dùng một cái miếng giấy bóng mỏng như này, các bạn cắt ra miếng như này phải không? Mình nhét xuống đây dưới mình kéo cho nó đỡ bị bể màn hình ấy, bể nát ra ấy mọi người. Nó bể nát ra thì nó sẽ răm vô tay này kia. Mình lấy một cái miếng này mình cắt ra xong mình đùi xuống dưới này này. Đó, mình nhét xuống dưới đây. Rồi xong đó mình kéo. Wow, cái màn hình này họ dán toàn keo ở dưới cái bụng màn hình cho mọi người. Họ dán hết xuống dưới bụng rồi. Cái này có thay màn hình rồi nha. Nè, keo họ dán hết xuống dưới bụng rồi, không kéo được nữa rồi. Này chắc giờ phải lật nó lên thôi. Đây, lật đại nó lên đi. Lật đại lên rồi xong xếp hoàn quang sau nha mọi người. Đây, để mình cùng cho các bạn thấy luôn, người ta dán là dưới. Đó. Ok chưa? Đấy, dán hết xuống phản quang này. Dán xuống dưới phản quang cho nên là mình kéo cái bằng cái miếng này không có đi, không có chạy. Đó, ok. Rồi sau khi đã tháo được màn hình rồi thì các bạn để ý cái màng loa nó mà dính trên đây thì không sao. Còn nó dính trên màn hình thì các bạn phải lấy lại nha. Màn này thay rồi nha mọi người. Ok này, mình bỏ nó sang một bên nha, màn này hư rồi. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ tiến hành là vệ sinh hết keo nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh keo đi. Vệ sinh cho nó sạch đi rồi xong các bạn vô màn mới nó mới dính được nha. Họ dán keo xuống dưới á mọi người. Cho nên là nó dính luôn cả cái miếng phía dưới rồi. Thank you.
Rồi ok, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ keo rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ màn hình vào mình test cho mọi người, test trước khi ráp nha. Test ok đâu vào đó rồi mình mới bắt đầu mình ráp vào, chứ không lỡ mà ráp vào màn hình lỗi ấy, là chắc chắn sẽ không đổi được nha mọi người. Cảm ứng bị lỗi thì các bạn có thể đổi được, chứ màn hình mà lỗi là các bạn đổi không được đâu khi ráp vào ấy. Đây mình sẽ xé ra để mình ráp cho nó chuẩn chút xíu nha, coi là nó có sát hay không. Đây, nhà cái bên đang làm hơi ồn chút xíu, mọi người chịu khó nghe nha. Đây giờ mình sẽ bóp xuống xem nó có sát không. Sát này, rất là sát luôn nha. Ok luôn, quá đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành quay đây, mình bấm socket xuống, mình bỏ cục pin vào mình test thử trước nha, sau đó là mình với vô keo mình dán lại. Ok, bấm socket màn hình rồi, sau đó là mình bỏ cục pin hờ thôi, đừng có dán xuống nha mọi người, dán xuống bóc lên hơi khó. Đó, mình bấm socket pin rồi, mình để cục pin hờ như vậy thôi, sau đó mình sẽ bấm nút nguồn. Đó, heo quay lên, quá đẹp luôn. Này là cái gì đây? Này là miếng dán siêu mọi người. Để bóc ra luôn, test thử thì bóc luôn ra nha. Mình cứ đợi cho nó lên nguồn hẳn đi. Đó, lên rồi này. Màn hình rất là đẹp luôn mọi người. Wow. Sáng hết cỡ lên xem. Em có để chế độ tiết kiệm pin hay là cái gì không nha. Đó, rất là sáng đẹp luôn mọi người. Y chang zin không? Không khác gì nha. Không khác gì zin hàng cả nha mọi người. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Ok, bây giờ mình test thử cảm ứng. Màn hình thì thấy đẹp rồi đấy. Cảm ứng này. Đó, quá đẹp luôn. Rồi sau khi đã test xong rồi thì mình bấm cho nó tối màn hình đi. Đó, rồi quay sang đây mình lấy cục pin ra thôi. Rồi lấy cái màn hình ra luôn để mình dán màn hình, dán keo màn hình lại nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ vào keo nha. Vào keo thì các bạn tuyệt đối đừng có vào xuống dưới nha. Đừng có vào giống như cái máy cũ này. Máy cũ này hoặc là vào tầm bậy đấy. Các bạn vào thì các bạn nên vào ở trên viền thôi. Chạy cái viền màu đen này nha mọi người. Đây, bây giờ Nguyễn Công sẽ tiến hành vào keo cho các bạn luôn. Máy này thì cái cảm biến của nó nằm ở giữa đây, cho nên các bạn không cần phải lo dán vô cái cảm biến nha. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành dán keo này. Đó, dán đúng trên viền thôi nha mọi người. Tại mình trên viền thôi, đều tay vào. Viền của nó rất là mỏng, cho nên các bạn chạy chịu khó chạy đều tay vào nha. Chỗ nào cũng có hết thì nó mới dính được lâu. Chứ nếu mà các bạn chạy mà không đều tay là nó dính không được lâu rồi. Rồi, sau khi đã vào được keo rồi phải không? Chỗ này nó xuống dưới chút xíu này, lau đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ màn hình vào. Ok luôn. Đặt cho nó chuẩn nha mọi người. Đặt phía dưới cũng phải ập xuống, còn phía trên cũng phải va sát vào luôn nha. Chứ đừng có để nó nhổng lên trên nha mọi người. Rồi. Ok này. Quay sang đây mình bấm socket xuống. Đó, căn chuẩn vào bấm socket xuống. Rồi sau đó mình dán cái dây này xuống đây, cho nó ăn bò theo cái viền này thôi. Đó, rất đẹp luôn phải không. Rồi bây giờ mình có thể bỏ cục pin vào được rồi. Đấy. Rồi bấm socket pin xuống luôn. Nhớ kiểm tra xem là mấy cái socket này có bị bung lên không nha. Rồi sau đó là mình sẽ tiến hành là bỏ nẹp vào. Món nẹp vào, các bạn nhớ nhấn hai nút này cho nó sát sát vô rồi bấm cái nẹp này xuống nha. Đó, là nó sẽ giữ được cái nút nguồn và nút vô lâm không bị rớt ra này. Ok này. Đó. Đây. Rồi, đẹp luôn. Giờ mình có thể tiến hành vặn ốc vào được rồi, vặn một con cho nó cố định đi. Đây mình sẽ vặn con ốc ở đây cho nó cố định cái này cho nó đừng bị bung lên đấy nha. Rồi tiến hành vặn ốc thôi. Chừa hai con này là nha mọi người, để mình bỏ vân tay vào mình vặn nẹp nó mới ok được. Rồi ok, sau đó là mình sẽ vào keo trước, xong đó rồi bỏ cái vân tay vào rồi mình vặn nẹp lại nó là xong nha mọi người.
keo. Vào keo, vào keo, vào keo. Ok này. Đâu, chạy cho nó đều vào chỗ nào cũng có hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bấm cái vân tay vào nha. Đấy. Các bạn chưa vội mở nguồn nha, bấm vân tay trước rồi xong đó rồi dán keo vào với mở nguồn nha. Chứ không có là đến lúc nó không nhận vân tay đâu ạ. Rồi, sau đó là mình bỏ nẹp vào. Ok chưa? Bỏ nẹp vào ok rồi thì bây giờ mình tiến hành vặn hai con ốc vào thôi. Vặn hai ốc nẹp lại. Let's go. Rồi bây giờ mình sẽ ập cái nắp vào này. Đập cho chuẩn cái dây vân tay vào. Đừng có bị gấp nha mọi người. Ập nắp vào rồi dùng dây thun cố định nó lại là xong. Rất đơn giản đúng không ạ? Để mình lau sơ qua đi đã. Cái keo nó dính trên màn hình này quá trời luôn này. Đó các bạn có thể mua chai 530 ở ngoài tiệm xây dựng vật liệu xây dựng ấy, đầy đấy, ai cũng bán. Ba chai 530 này nhiều chỗ bán lắm nha mọi người. Rồi mua lấy cái bịch vải lau nữa. Rồi, sau đó là mình sẽ tiến hành dàn dây thun. Mở nguồn nó lên. Đấy, quá đẹp luôn. Mít cho nó sát xuống nha mọi người. Mít cho nó sát xuống rồi xong mình dàn dây thun nữa là nó sẽ dính xuống luôn nha. Ok này. Giữa đây cầm nó là quá ok luôn rồi này. Đó. Cho hai đầu hai bên máy sợi nữa là nó sẽ cứng ngắc luôn. Khoảng tầm một tiếng sau các bạn dỡ ra là nó cứng ngắc luôn, là nó rất là sát luôn rồi nha mọi người. Đó, ok. Như vậy là Nguyễn Cung đã hoàn thành xong cái quá trình thay màn hình cho Huawei Y9 2019 rồi nha mọi người. Nếu mà các bạn cảm thấy video hay và ý nghĩa thì cho Nguyễn Cung xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để Nguyễn Cung có động lực làm các video tiếp theo hay hơn nha. Đó, màn rất là đẹp sáng. Ok này, rất là đẹp sáng và sát này. À, xong. Đơn giản. Rồi, bye bye mọi người nha.